trong bản tin thứ năm ngày 25 tháng 3 Ottawa đề xuất thêm 7 tỷ đô la hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng Bộ Y tế Canada thay đổi nhãn vaccine AstraZeneca thêm thông tin về máu đông Việc phân phối vaccine đang tăng tốt 11% người dân Canada đã được tiêm mũi tiêm đầu tiên Cơ quan Y tế Công cộng đã không chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch và đánh giá thấp sự nguy hiểm theo cơ quan điều tra cho biết Số ca COVID-19 mới tiếp tục tăng cao ở tỉnh Ontario và British Columbia. Ít nhất 4 trong 10 trường hợp COVID-19 mới ở tỉnh Alberta đã bị mắc phải tại nhà. Các hóa đơn bệnh viện do COVID-19 có thể lên tới 23.000 đô la hoặc cao hơn. Khi thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh baby boomers già đi, chi phí chăm sóc người cao tuổi có thể tăng gấp đôi ở Canada. Và khối châu Âu gây áp lực cho AstraZeneca khi làn sóng Covid-19 mới dâng cao. Seychelles mở cửa biên giới cho tất cả du khách không cần vaccine hoặc cách ly. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo sẽ đáp trả nếu tình hình Triều Tiên leo thang nhưng cởi mở với quan hệ ngoại giao. New Zealand chấp thuận cho nghỉ làm có lương sau khi sảy thai và khuyến khích thế giới làm theo. Hoàng Anh cùng biên tập viên Tuấn Liêm xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ứng và phát hành tại Canada. Để ủng hộ cho kênh Culture Channel, Hoàng Anh mời các bạn subscribe, giúp share, chia sẻ, bấm like sau khi xem chương trình và nhớ bấm nút chuông để nhận được thông báo khi chúng tôi có bản tin mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây là bản tin chi tiết. phó thủ tướng Christian Freeland hôm nay cho biết, chính phủ liên bang có kế hoạch cung cấp khoản thanh toán một lần trị giá 7 tỷ đô la cho các tỉnh, vùng lãnh thổ, thành phố và cộng đồng bản địa để giúp họ trang trải chi phí dịch vụ y tế, chiến dịch tiêm chủng Covid-19 và các dự án cơ sở hạ tầng. Việc bơm tiền mặt được nêu chi tiết trong một dự luật mới có tên C25 mà phó thủ tướng Freeland đã trình bày tại Hạ viện sáng nay. Nếu được thông qua, dự luật sẽ cung cấp khoảng tăng một lần là 4 tỷ đô la cho Canada Health Transfer, là khoản đóng góp chính của chính phủ liên bang cho chi phí cung cấp dịch vụ y tế ở các tỉnh và vùng lãnh thổ. Một tỷ đô la khác sẽ tài trợ cho các chiến dịch tiêm chủng COVID-19 trên khắp đất nước. 2,2 tỷ còn lại sẽ được chuyển qua quỹ thuế xăng dầu, là khoản thanh toán hai lần một năm cho các tỉnh và vùng lãnh thổ từ đó chuyển cho các thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ các ưu tiên cơ sở hạ tầng của địa phương. Thông báo này được đưa ra chưa đầy một tháng trước khi Chính phủ Tự do công bố ngân sách đầu tiên trong hơn 2 năm. Ngân sách dự kiến sẽ hạch toán đầy đủ tất cả chi tiêu của chính phủ trong đại dịch, khiến thâm hụt trong năm tài chính lên tới gần 400 tỷ đô la. Nó cũng dự kiến sẽ phát thảo kế hoạch của đảng tự do để chi từ 70 tỷ đến 100 tỷ đô la trong những năm tới để giúp nền kinh tế phục hồi. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng là bà Catherine McKenna cho biết, khoản đóng góp cho quỹ thuế xăng dầu sẽ giúp tài trợ cho việc xây dựng hoặc mở rộng truy cập Internet băng thông rộng, mạng lưới giao thông công cộng và các trung tâm giải trí. Khoản tăng 4 tỷ đô la cho chuyển giao y tế liên bang là không đủ so với 28 tỷ đô la mà các thủ hiến đã yêu cầu. Hiện tại thì các tỉnh bang chi khoảng 188 tỷ đô la cho chăm sóc sức khỏe và chính phủ liên bang đài thọ là 42 tỷ đô la, khoảng 22% tổng chi phí. Các thủ hiến đã yêu cầu tăng vĩnh viễn tỷ lệ liên bang lên 35%, nâng tổng phần liên bang lên 70 tỷ đô la Tuy nhiên, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết chính phủ liên bang sẽ giữ trọng tâm chi tiêu vào viện trợ khẩn cấp trong thời điểm hiện tại và sẽ không nói về tài trợ chăm sóc sức khỏe dài hạn cho đến khi đại dịch kết thúc. Bộ Y tế Canada thay đổi nhãn vaccine AstraZeneca để thêm thông tin về máu đông. Bộ Y tế Canada đang cập nhật nhãn trên vaccine AstraZeneca và Covishield để bổ sung thông tin về các báo cáo rất hiếm về máu đông liên quan đến lượng tiểu cầu thấp trong máu, nhưng cho biết mũi tiêm vẫn an toàn và lợi ích của việc tiêm vaccine vượt trội rủi ro. Thông báo cũng ban hành hướng dẫn cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và người nhận vaccine về các triệu chứng tiềm ẩn cần theo dõi, bao gồm khó thở, đau ngực, phù chân và đau bụng dai dẳng hoặc đột ngột xuất hiện các cơn đau đầu dữ dội hoặc mờ mắt. Tất cả nguồn cung cấp vaccine AstraZeneca Oxford hiện tại của Canada được sản xuất bởi Viện Huyết Thanh của Ấn Độ. Cơ quan này đã được Bộ Y tế Canada phê duyệt theo quy định riêng biệt. Phiên bản đó giống hệt về mặt sinh học với mũi tiêm AstraZeneca, nhưng được sản xuất trong các điều kiện khác nhau và được đặt tên là Covishield. Một số quốc gia châu Âu đã đình chỉ việc tiêm vaccine AstraZeneca sau khi có báo cáo về mẫu đông ở một số ít bệnh nhân. Bộ Y tế Canada biết rằng các nhà nghiên cứu ở châu Âu đã xác định được nguyên nhân có thể gây ra những sự kiện rất hiếm gặp này, nhưng cho biết có rất ít thông tin về những phát hiện này. Chúng tôi đã thảo luận về các báo cáo hiếm gặp về mấu đông và số lượng tiểu cầu thấp với cơ quan dược phẩm châu Âu và các cơ quan quản lý khác Tiến sĩ Sapriya Sharma, cố vấn y tế chính của Canada cho biết vào thứ năm, Bộ Y tế Canada sẽ đưa ra quyết định cho Canada dựa trên cơ sở khoa học và bằng chứng. Tại Canada, các tỉnh đã sử dụng hơn 300.000 liều Covishield và tiến sĩ Sharma cho biết Bộ Y tế Canada chưa nhận được bất kỳ báo cáo trong nước nào về các trường hợp đông máu hiếm gặp. Cho đến nay, Canada đã nhận được khoảng 500.000 liều vaccine và dự kiến sẽ nhận được thêm 1,5 triệu ngay trong tuần này từ Hoa Kỳ. Bộ Y tế Canada cho biết các tác dụng phụ nhỏ và tạm thời là phổ biến sau khi tiêm chủng, nhưng mọi người nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu họ gặp bất kỳ triệu chứng mới hoặc trầm trọng hơn. Việc phân phối vaccine đang tăng tốc, 11% người dân Canada đã tiêm mũi đầu tiên. Chính phủ liên bang cho biết việc phân phối vaccine COVID-19 sẽ tăng đều đặn trong những tuần tới khi Canada vượt qua mốc 10% dân cư trên 18 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Hơn 11% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiện đã được bảo vệ phần nào khỏi dịch COVID-19. Phó giám đốc y tế cộng đồng, tiến sĩ Howard New cho biết, cho đến nay hơn 4,3 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở Canada. Nhưng tiến sĩ Nu cảnh báo rằng điều đó vẫn chưa đủ để ngăn chặn sự lây lan vì ngày càng có nhiều ca biến thể đang lây truyền, tiếp tục tạo ra mối đe dọa đáng kể. Cho đến khi có nhiều người hơn được chủng ngừa. Các quan chức cho biết, cho đến nay, tổng cộng 6 triệu liều đã được chuyển đến các tỉnh. Thiếu tướng Danny Fortin, chỉ huy quân sự phụ trách về phân phối vaccine COVID-19 của Canada, cho biết 2 triệu liều sẽ được giao vào tuần tới, tổng cộng có 8 triệu liều vào cuối tháng 3. Cơ quan điều tra cho hay Sở Y tế công cộng đã không chuẩn bị cho đại dịch và đánh giá thấp nguy cơ của đại dịch. Mặc dù đã có cảnh báo trong suốt hai thập kỷ, lập kế hoạch và chi tiêu từ chính phủ, Cơ quan Y tế Công cộng Canada vẫn chưa sẵn sàng cho đại dịch toàn cầu và đã không đánh giá cao mối đe dọa mà đại dịch đã gây ra trong giai đoạn đầu. Trong một bản báo cáo được công bố vào ngày hôm nay, người đứng đầu cơ quan điều tra, bà Karen Hawkins đã đánh giá rằng cơ quan ứng phó đại dịch chính phủ của cả nước đã thất bại trong việc cảnh báo sớm, giám sát, đánh giá rủi ro, chia sẻ dữ liệu với các tỉnh và theo dõi những du khách đến Canada được lệnh cách ly. Cơ quan điều tra này cũng xem xét các chương trình phúc lợi khẩn cấp COVID của liên bang như phúc lợi ứng phó khẩn cấp Canada, gọi tắt là CERB, và trợ cấp lương khẩn cấp của Canada, gọi tắt là CEWS, để xác định xem liệu lợi ích có đến được những người cần, và liệu chính phủ có áp đặt đủ các biện pháp kiểm soát để hạn chế lạm dụng hay không. Tuy nhiên, những bình luận chỉ trích của bà được dành cho chủ đề chuẩn bị cho đại dịch. Bà Hogan nói: Cơ quan y tế công cộng của Canada vốn được thành lập để bảo đảm đất nước sẵn sàng cho một đợt bùng phát lớn đã không được chuẩn bị tốt như nó có thể vì các kế hoạch dự phòng chính và các vấn đề liên quan đến giám sát vẫn chưa được giải quyết hoặc xử lý. Mặc dù một số vấn đề này đã được chỉ ra bởi các nhân viên quan sát trước đây. Báo cáo cho thấy mạng lưới tình báo y tế cộng đồng toàn cầu của cơ quan y tế, một hệ thống giám sát dò tìm trên internet để tìm các báo cáo về sự bùng phát của dịch bệnh đang truyền nhiễm ở các quốc gia khác đã không đưa ra cảnh báo sớm khi Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Kết quả của cuộc điều tra cũng phát hiện rằng cơ quan y tế công cộng của Canada và cơ quan dịch vụ biên giới Canada không biết liệu 2 phần 3 du khách đến Canada có tuân theo lệnh cách ly hay không. Ngoài ra, trong kết quả báo cáo của cuộc điều tra cũng cho biết chính phủ liên bang đã không làm đủ để bảo đảm tính toàn vẹn của chương trình trợ cấp tiền lương khẩn cấp Canada, gọi tắt là CEWS. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 25 tháng 3, Canada báo cáo thêm 5.203 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 951.563, trong số đó có 38.807 ca còn bệnh. Đã có hơn 889.800 ca phục hồi, số ca tử vong là 22.790. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 2.380 ca nhiễm mới và 17 ca tử vong mặc dù các quan chức tỉnh lưu ý trong một tuyên bố rằng con số này cao hơn khoảng 280 ca do dữ liệu báo cáo chậm trễ trước đó. Tổng số ca mới hôm nay bao gồm 1.016 ca bệnh ở Toronto, 294 ở vùng Peel, 244 ở vùng York và 152 ở Ottawa. Hiện số ca nhập viện là 894 ca với 332 người đang được chăm sóc đặc biệt. Các biến thể đáng lo ngại hiện chiếm hơn một nửa tổng số ca COVID-19 ở Ontario. Hiện đã có 1.563 ca do biến thể trong tỉnh. Phần lớn trong số đó là biến thể B117 lần đầu tiên được xác định ở Vương quốc Anh. Các đơn vị y tế công cộng đã tiêm 79.446 liều vaccine vào ngày hôm qua. Khoảng hơn 304.000 người trong tỉnh hiện đã được tiêm cả hai liều vaccine. Tại tỉnh Quebec, các quan chức y tế báo cáo 945 ca nhiễm mới và thêm 4 ca tử vong. Trong đó, 351 ca nhiễm mới là ở Montreal, 115 là ở vùng Montérégie. Số ca nhập viện là 496 ca, với 117 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh hôm thứ năm đã công bố ngân sách đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ngân sách tập trung chi tiêu ngắn hạn vào việc hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe và nền kinh tế dự kiến thâm hụt 12,3 tỷ đô la cho năm tài chính 2021-2022. Bộ trưởng Tài chính Eric Girard ban đầu đã nhấn mạnh rằng Quebec sẽ loại bỏ khoản thâm hụt lớn trong vòng 5 năm như yêu cầu của đạo luật ngân sách cân bằng. Nhưng hôm thứ Năm, ông nói rằng ông sẽ tìm cách tạm thời đình chỉ luật cho chính phủ 7 năm để thoát khỏi tình trạng thâm hụt tỉnh Alberta báo cáo thêm 764 ca nhiễm mới và 191 ca bệnh khác có liên quan đến các biến thể rất dễ lây lan của coronavirus. Tỉnh có thêm 3 ca tử vong. Ít nhất 4 trong 10 trường hợp COVID-19 mới ở tỉnh Alberta đã bị mắc tại nhà. Bác sĩ y tế công cộng hàng đầu của tỉnh cho biết, theo tiến sĩ Tini Hinshaw, tình trạng rủi ro số 1 là sống trong một hộ gia đình có người lây nhiễm, Bà Henshaw cho biết, bất kỳ ai có triệu chứng này nên tránh xa các thành viên khác trong gia đình và đi xét nghiệm càng sớm càng tốt. Các phòng khách sạn được cung cấp miễn phí để những người cần ở có thể cách ly bên ngoài nhà của gia đình. Tại tỉnh BC, các quan chức y tế đã công bố 800 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 5 ca tử vong. Đó là tổng số ca một ngày cao nhất cho đến nay trong năm, Phần lớn các ca mới được công bố hôm thứ Năm nằm ở Lower Mainland, khoảng 80% là ở các khu vực Fraser Health và Vancouver Coastal Health, với 381 ca bệnh mới ở khu vực Fraser, 264 ở Vancouver Coastal. Số bệnh nhân nhập viện là 306 người, trong đó 79 người đang được điều trị tích cực. Có 191 trường hợp từ các biến thể đáng lo ngại đã được xác định, nâng tổng số ca bệnh do biến thể ở tỉnh BC đến nay là 1.772 ca. Cập nhật được đưa ra vài giờ sau khi các quan chức tỉnh nới lỏng các hạn chế đối với khách đến viện dưỡng lão và dỡ bỏ hạn chế tạm thời cho các dịch vụ tôn giáo trong nhà. Tại tỉnh Manitoba, các quan chức y tế báo cáo thêm 111 ca nhiễm mới và một ca tử vong. Tỉnh đã tạm dừng mở rộng đối tượng tiêm chủng. Thay vào đó, độ tuổi sẽ ở mức 65 tuổi trở lên và 45 tuổi trở lên đối với người bản địa. Trong thời điểm hiện tại, do các đội y tế giải quyết các cuộc hẹn tồn động và đợi thêm nguồn cung cấp vaccine. Trong khi đó, thì tỉnh Saskatchewan đã mở rộng tính đủ điều kiện để đặt hẹn vaccine cho những người từ 62 tuổi trở lên. Ngoài ra, những người từ 50 đến 69 tuổi sống ở vùng viễn Bắc có thể đăng ký đặt lịch hẹn tiêm vaccine. Tỉnh hôm nay báo cáo thêm 168 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Có 154 người đang nhập viện do COVID-19, trong đó có 22 người đang được chăm sóc đặc biệt. Ở khu vực Đại Tây Dương Canada, New Brunswick sẽ chuyển một phần của vùng Edmonston trở lại với các hạn chế chặt chẽ hơn khi số ca bệnh và các trường hợp biến thể tăng lên. Tỉnh đã báo cáo 30 ca nhiễm mới hôm nay, con số cao nhất trong một ngày trong 2 tháng. Trong số ca nhiễm mới có 24 ca là ở vùng Edmonston. Chính phủ Nova Scotia công bố ngân sách vào thứ Năm lần đầu tiên cho thủ hiến mới là ông Ian Rankin. Ngân sách tập trung vào việc đối phó với chi phí đại dịch và cải thiện hệ thống y tế tỉnh, tạo ra mức thâm hụt dự kiến là 585 triệu đô la cho giai đoạn 2021-2022. Tỉnh đã báo cáo 3 ca nhiễm mới vào thứ Năm hôm nay. Tại Newfoundland, các quan chức y tế thông báo không có ca bệnh mới nào một ngày sau khi bác sĩ hàng đầu của tỉnh thông báo kế hoạch giảm bớt các hạn chế, tỉnh PEI báo cáo thêm một ca bệnh mới. Trên khắp miền Bắc, vùng lãnh thổ Yukon báo cáo thêm một ca bệnh mới, trong khi lãnh thổ Tây Bắc, Northwest Territories và Nunavut không có ca bệnh mới nào. Các hóa đơn bệnh viện do COVID-19 có thể tốn 23.000 hoặc hơn. Theo dữ liệu mới do Thông tin Y tế Canada công bố hôm thứ Năm, chi phí trung bình cho một lần nhập viện liên quan đến COVID-19 ở Canada là 23.000 cho một đợt lưu trú. Đây là con số ước tính gấp khoảng 4 lần chi phí nằm viện thông thường, ở mức là 6.000 đô. Phát ngôn viên của Viện Thông tin Y tế Canada, ông Michael Hunt, là giám đốc chi tiêu, trong sóc ban đầu và các sáng kiến chiến lược, nói rằng điều này chủ yếu là do thời gian lưu trú và nguồn lực cần thiết khi bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Thời gian nằm viện trung bình của một ca COVID-19 kéo dài khoảng 2 tuần. Đối với những người có yêu cầu đi vào đơn vị chăm sóc đặc biệt, gọi tắt là ICU và cần đến máy thở thì chi phí của một ca bệnh lên đến 50.000 đô la. Đối với những người không cần nhập ICU thì chi phí lưu trú sẽ ở khoảng 15.000 đô la. Theo báo cáo của Thông tin y tế Canada đã có gần 14.000 đợt nhập viện ở Canada thông tin không bao gồm ở Quebec cho những bệnh nhân được chẩn đoán mắc coronavirus từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020. Nâng chi phí nhập viện liên quan đến Covid-19 lên tới 317 triệu. Được biết chi phí thuốc thì được bao gồm trong hóa đơn, trong khi chi phí bác sĩ thì không. Việc này là điển hình của hệ thống chăm sóc sức khỏe Canada vì các bác sĩ không được trả lương qua bệnh viện mà được coi là những người kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập đơn vị chăm sóc đặc biệt. Vì tình trạng tim, đột quỵ hoặc viêm phổi thì có một sự gia tăng đáng chú ý là 41%. Số trường hợp nhập viện cấp cứu không phẫu thuật do vấn đề hô hấp, chủ yếu đều là bệnh nhân COVID-19. Tỉnh bang BC tăng gấp đôi tiền phạt khi tham gia các cuộc tụ họp xã hội. Có hiệu lực ngay lập tức, mức tiền phạt cho việc tụ tập tham gia một sự kiện mà không tuân thủ theo lệnh ở nhà đã tăng từ 230 lên 575 đô la. Tổ chức sự kiện vẫn còn đang bị cấm và mức phạt vẫn là 2.300 đô. Bộ trưởng An toàn công cộng ông Mike Fenworth cho biết hôm thứ Năm, trong vài tháng qua, rõ ràng là đối với một số người, rủi ro bị phạt 230 đô la là không đủ để ngăn chặn việc tham dự các sự kiện vi phạm lệnh y tế công cộng. Ông nói tiếp, Tôi thất vọng khi một số nhỏ người dân British Columbia tiếp tục đặt sức khỏe của họ và sức khỏe của người khác vào tình thế nguy hiểm bằng cách tham gia các cuộc tụ tập không an toàn. Hành vi ích kỷ này cần phải dừng lại và cảnh sát cũng như các cơ quan thực thi của tỉnh sẽ có thể đưa ra những mức phạt mới này ngay lập tức. Được biết các sự kiện và tụ tập xã hội trong nhà vẫn bị cấm ở British Columbia, nhưng gần đây thì số người được phép tụ tập ở ngoài trời là 10 người khoản tiền phạt 230 đô la sẽ được tiếp tục áp dụng đối với một loạt các vi phạm, bao gồm cả việc không đeo khẩu trang. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 12 tháng 3, đã có 1.211 vé phạt, mỗi vé trị giá 230 đô la, được phát hành cho những cá nhân từ chối tuân thủ chỉ đạo của cơ quan thực thi pháp luật. tối cao Canada phán quyết giá carbon của Canada là hợp hiến pháp. Tòa án tối cao Canada hôm thứ Năm đã cho phép chính phủ liên bang áp đặt giá carbon đối với các tỉnh bang theo hiến pháp. Quyết định này là kết quả của nhiều năm tranh chấp giữa một số tỉnh bang và chính phủ liên bang về đạo luật định giá ô nhiễm khí nhà kính. Luật này, vốn được ban hành vào năm 2018, đã đặt ra một khuôn khổ quốc gia để định giá carbon một khuôn khổ áp dụng cho người tiêu dùng hàng ngày cũng như các nhà công nghiệp phát thải khí nhà kính. Trong một quyết định không nhất trí, các thẩm phán của Tòa án Tối cao Canada nhận thấy biến đổi khí hậu đặt ra một mối đe dọa thực sự, đủ nghiêm trọng để cho phép chính phủ liên bang vượt quyền các tỉnh. Đạo luật nêu chi tiết một bộ tiêu chuẩn tối thiểu để định giá carbon để các tỉnh tự do thiết lập chính sách của riêng mình ngoài ngưỡng ban đầu đó, tuy nhiên nếu các chính sách của tỉnh bang đó không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong luật liên bang thì ottawa sẽ đánh thuế carbon liên bang của mình đối với tỉnh nhiều tỉnh bang đã khó chịu trước viễn cảnh chính phủ liên bang áp đặt biện pháp này cho rằng một động thái như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền tài phán của tỉnh họ đó là vấn đề mà tỉnh alberta ontario và saskatchewan nghĩ đến khi họ đưa ra câu hỏi về tính hợp hiến pháp trước các tòa án phúc thẩm cơ sở cho quyết định cuối cùng này là việc chính phủ sử dụng điều khoản hòa bình trật tự và chính phủ tốt trong hiến pháp điều khoản này cho chính phủ liên bang quyền hạn đưa ra luật pháp có thể vượt qua quyền tài phán của các tỉnh chính phủ liên bang có được quyền hạn đó nếu họ chứng minh được vấn đề đang xảy ra ảnh hưởng đến cả nước nhưng việc này lại không được đề cập rõ ràng trong hiến pháp chánh án richard wagner đã đưa ra quyết định hiếm thấy này vào hôm thứ năm cho rằng vấn đề này đủ lo ngại cho quốc gia và chính phủ có thể sử dụng điều khoản hòa bình, trật tự và chính phủ tốt này. Sáu thẩm phán hoàn toàn ủng hộ quyết định này, với một thẩm phán chỉ đồng ý một phần và hai hoàn toàn không đồng ý. Khi thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh là baby boomers già đi, chi phí chăm sóc người cao tuổi có thể tăng gấp đôi ở Canada. Một nghiên cứu mới do Hiệp hội Y khoa Canada thực hiện dự đoán chi phí chăm sóc người cao tuổi sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2031, từ 30 tỷ đô la mỗi năm lên gần 60 tỷ đô la. Báo cáo lưu ý rằng sự căng thẳng gia tăng đối với hệ thống sức khỏe, dự kiến khi thế hệ baby boomers chuyển sang các nhóm tuổi có nhu cầu chăm sóc cao hơn. Người lớn tuổi nhất trong nhóm này bước sang tuổi 75 trong năm nay. Báo cáo ước tính rằng 606.000 người bệnh nhân sẽ cần sự chăm sóc dài hạn vào năm 2031, tăng so với con số 380.000 người vào năm 2019. Nhu cầu chăm sóc tại nhà cũng sẽ tăng lên khoảng 1,8 triệu bệnh nhân, từ gần 1,2 triệu người. Chi phí sẽ lên tới 490,6 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Canada là Tiến sĩ Anne Collins cho biết, đại dịch Covid-19 đã làm lộ ra những vết nứt lớn trong việc chăm sóc người cao niên. Đồng thời cho biết thêm rằng cần phải có những cải tiến đáng kể. Nghiên cứu nêu bật các giải pháp tiềm năng có thể giảm chi phí dịch vụ, lưu ý rằng xu hướng giảm trong việc sử dụng dịch vụ chăm sóc dài hạn của người cao niên có 37.000 người Canada có thể chuyển hướng khỏi dịch vụ chăm sóc dài hạn vào năm 2031 nếu xu hướng đó được duy trì bằng cách sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà. Động thái này sẽ dẫn đến khoản tiết kiệm ước tính là 794 triệu đô la mỗi năm. Nhóm các bác sĩ cho biết họ đang sử dụng báo cáo này để thúc giục chính phủ liên bang tài trợ dựa trên nhân khẩu học mới cho các tỉnh và vùng lãnh thổ cũng như một kế hoạch để cải thiện dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trên toàn Canada. IKEA mở cửa hàng đầu tiên ở trung tâm thành phố Toronto vào năm 2022 Thương hiệu IKEA sẽ mở cửa hàng đầu tiên ở trung tâm thành phố Toronto tại 382 Yonge Street, góc Tây Bắc của đường Dân và Jura, trong tòa nhà Ora. Nhà bán lẻ đồ nội thất từ Thụy Điển này nói rằng Cửa hàng rộng 132.070 feet vuông, trải dài 2 tầng, sẽ là một cửa hàng đô thị có quy mô nhỏ hơn, biểu tượng cho cam kết trong việc trở thành một khái niệm bán lẻ ngay càng tích cực cho con người và hành tinh. Cửa hàng sẽ bao gồm hơn 2.000 sản phẩm của IKEA, trong khi các mặt hàng nội thất lớn hơn sẽ được trưng bày và giao tận nhà. IKEA Canada cũng cho biết họ sẽ cung cấp một khái niệm ẩm thực mới độc đáo và một loạt các dịch vụ để hỗ trợ trải nghiệm mua sắm liền mạch, sẽ không có đồ dùng cho việc tự phục vụ. Cửa hàng IKEA mới ở trung tâm thành phố sẽ là địa điểm thứ 5 của công ty tại khu vực Greater Toronto. Tiếp theo sau là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời các bạn trở lại với biên tập viên Tuấn Liêm. EU gây áp lực cho AstraZeneca khi làn sóng COVID-19 mới dâng cao. Các nhà lãnh đạo EU đã bày tỏ sự thất vọng vào hôm thứ Năm trước sự thiếu hụt lớn trong việc cung cấp vaccine AstraZeneca theo hợp đồng khi làn sóng nhiễm bệnh thứ ba gia tăng trên khắp châu Âu. Với chương trình tiêm chủng còn kém xa so với Anh và Mỹ, giám đốc điều hành của khối cảnh báo rằng việc xuất khẩu vaccine AstraZeneca của công ty Anh Thủy Điển này sẽ bị chặn cho đến khi họ cung cấp các mũi tiêm mà họ đã hứa cho EU. Trong số 300 triệu liều sẽ được chuyển đến các nước EU vào cuối tháng 6, AstraZeneca đạt mục tiêu chỉ giao 100 triệu. Điều đó đã góp phần làm cho các đợt triển khai tiêm chủng trở nên khó khăn. Tính đến ngày 23 tháng 3, Anh đã thực hiện gần 46 mũi tiêm cho mỗi 100 người, so với tỷ lệ dưới 14 trên 100 trong khói 27 quốc gia ở EU tuần này Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch thắt chặt giám sát xuất khẩu vaccine. Điều này cho phép phạm vi lớn hơn để chặn các chuyến hàng đến các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn. EU đang chia rẽ về việc liệu có nên đưa ra đường lối cứng rắn hơn đối với việc xuất khẩu vaccine của các công ty không đáp ứng các cam kết trong hợp đồng hay không. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng ông hoàn toàn đồng ý với chuyện đó. Trong khi đó thì Thủ tướng Hà Lan cho biết ông và các nhà lãnh đạo khác hy vọng cách tiếp cận chặt chẽ hơn đối với xuất khẩu vaccine sẽ không được áp dụng, đồng thời cảnh báo về việc hậu quả rộng lớn hơn nếu điều này xảy ra. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà chống lại những cáo buộc về việc EU đe dọa cấm xuất khẩu và là chủ nghĩa dân tộc vaccine. Bà cho thấy 77 triệu liều vaccine đã được vận chuyển từ các nhà máy ở EU đến hơn 40 quốc gia kể từ đầu tháng 12 và cho biết EU vẫn sẽ đạt mục tiêu 70% người lớn được tiêm chủng vào mùa hè và lưu ý rằng mặc dù đợt lây nhiễm thứ ba đang diễn ra tỷ lệ tử vong tăng chậm hơn so với sự lây lan của virus do người cao tuổi đã tiêm chủng nước Seychelles mở cửa biên giới cho tất cả du khách không cần vaccine hoặc cách ly Kể từ ngày 12 tháng 3, một nước ở phía Tây Châu Phi, Seychelles, đã cung cấp liều vaccine đầu tiên cho 63,5 tổng dân số, trong khi chỉ có 27% dân số đã tiêm liều thứ hai dựa theo số liệu được cập nhật ở trên trang web của chính phủ Seychelles. Hòn đảo này áp dụng phương án chờ đợi và quan sát đối với tình hình COVID-19. Chuyên gia du lịch Lauren Christine nói với CTV, những gì họ nói là họ sẽ theo dõi tình hình. Điều này rất bất thường và không có nhiều quốc gia khác để so sánh về vấn đề này. Christie cho biết mọi người sẽ theo dõi sát sao khi các hạn chế về biên giới được dỡ bỏ ở Seychelles, đặc biệt là do ngưỡng miễn dịch cộng đồng của họ thấp hơn các quốc gia khác. Mặc dù không có kiểm dịch nhưng vẫn có hạn chế. Đó là khách du lịch đến Seychelles được yêu cầu xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến. Cần có giấy phép du lịch y tế và họ phải có bảo hiểm du lịch bao gồm dịch vụ chăm sóc liên quan đến COVID-19. Một số cập nhật khác về tình hình COVID-19 trên thế giới. Tính đến tối ngày thứ Năm, đã có hơn 125,2 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên thế giới. Số người chết trên toàn cầu là hơn 2,7 triệu người. Tại châu Phi, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Phi cho biết là ông rất lo ngại trước báo cáo rằng Viện Huyết Thanh của Ấn Độ đang tạm ngừng xuất khẩu vaccine AstraZeneca Oxford để đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng. Giám đốc CDC châu Phi, ông John Kennison cho biết hôm thứ Năm rằng ông thực sự cảm thấy bất lực khi tình hình này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chống lại dịch COVID-19 tại châu Phi. Ở châu Mỹ, Hoa Kỳ đã vượt qua 30 triệu ca bệnh COVID-19. Cột mốc quan trọng mới được đưa ra khi các chuyên gia y tế công cộng tỏ ra lạc quan thận trọng sau 3 tháng triển khai tiêm chủng tại Hoa Kỳ. 70% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở dưới con số 1.000 người một ngày đã xuất hiện lần đầu tiên kể từ tháng 11. Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang tăng cường sản xuất vaccine và một số tiểu bang đã mở rộng điều kiện tiêm chủng cho những người từ 16 tuổi trở lên. Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Sri Lanka đã quyết định mua 7 triệu liều vaccine Sputnik của Nga và chính phủ cho biết họ sẽ trả 69,65 triệu đô la Mỹ cho lượng vaccine này. Sri Lanka đặt mục tiêu tiêm chủng cho 14 triệu người trong tổng số 22 triệu dân. Cho đến nay, đã có hơn 850.000 người đã được tiêm vaccine AstraZeneca. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden cảnh báo sẽ đáp trả nếu tình hình Triều Tiên leo thang, nhưng cởi mở với quan hệ ngoại giao. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ vẫn cởi mở trong quan hệ ngoại giao với Triều Tiên bất chấp các vụ thử tên lửa trong tuần này. Nhưng cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả nếu tình hình Triều Tiên leo thang. Tổng thống Joe Biden đã phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên ở Nhà Trắng rằng các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết 17-18 của Liên Hợp Quốc, một biện pháp mà cơ quan thế giới áp đặt để trừng phạt Triều Tiên vì các vụ thử tên lửa và hạt nhân vào năm 2006 ngay sau lời phát biểu của tổng thống biden thái độ của hoa kỳ tại liên hợp quốc cho biết ủy ban trừng phạt triều tiên của hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ họp vào ngày thứ sáu theo yêu cầu của hoa kỳ để thảo luận về các vụ phóng tên lửa của triều tiên triều tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào vùng biển gần nhật bản hôm thứ năm nhấn mạnh tiến bộ ổn định trong chương trình vũ khí của nước này và gia tăng áp lực đối với chính quyền của biden ngay cả khi nước này xem xét lại chính sách đối với triều tiên các cuộc thử nghiệm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên bắn một số tên lửa hành trình trong một cuộc tập trận mà Biden đã coi là bình thường. Chính quyền của ông Biden cho biết họ đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình xem xét chính sách sau khi cựu tổng thống Donald Trump tương tác với nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong Un nhưng vẫn không thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Chính quyền hiện tại đã đưa ra tín hiệu cứng rắn về nhân quyền, phi hạt nhân hóa và trừng phạt đồng thời đưa ra các tuyên bố ngoại giao mà các quan chức chính quyền cho rằng đã bị Bình Nhưỡng từ chối. New Zealand chấp thuận cho nghỉ có lương sau khi xảy thai và khuyến khích các nước trên thế giới làm theo. New Zealand sẽ trở thành một trong những quốc gia duy nhất trên thế giới cung cấp chế độ nghỉ phép có lương cho những người lao động bị xảy thai sau khi các nhà lập pháp nhất trí thông qua đề nghị vào hôm thứ Tư. Dự luật này đã được Hoàng gia New Zealand thông qua ở giai đoạn cuối và các đương sự sẽ được nghỉ 3 ngày có lương dựa theo đạo luật mới này. Bà Ginny Anderson, nghị sĩ lao động, người đưa ra dự luật cho biết New Zealand chỉ là quốc gia thứ hai có phúc lợi như vậy cho người xảy thai. Ấn Độ cho phép phụ nữ nghỉ phép 6 tuần sau khi xảy thai. Trong buổi đọc dự luật vào tối thứ tư Anderson thừa nhận rằng nhiều chủ lao động đã cho nhân viên nghỉ sau khi bị sảy thai, nhưng bà nói có một số người đang bắt nhân viên sử dụng hết thời gian nghỉ bệnh vào thời điểm mà họ đang phải đối mặt với sự mất mát đột ngột đó là sự nhẫn tâm và sai trái. Bà gợi ý rằng luật mới sẽ xóa bỏ sự kỳ thị xung quanh việc sảy thai. Anderson nói với các nhà lập pháp, "Tôi hy vọng rằng dự luật này sẽ cho phép phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi nói về việc sảy thai." và họ cảm thấy thoải mái khi liên hệ để nhận được sự giúp đỡ trong tình trạng mất mát lớn về thể chất và tinh thần. Được biết là dự luật được thông qua mà không có bất kỳ ý kiến phản đối nào và các nhà lập pháp phát biểu trong cuộc tranh luận cuối cùng đã nhất trí ca ngợi nội dung của luật mới này. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7933 đô la Mỹ và bằng 0,6730 đồng euro theo Bank gốc Canada. Trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 18.310 đồng Việt Nam theo XC.com vào lúc 6 giờ 30 tối. Giá vàng giao ngay ở mức 1.727,22 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 25 tháng 3 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa, Hoàng Anh xin kính mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn, di dân, di trú được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như là nguồn động lực để giúp cho nhóm có thể tiếp tục chương trình rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an hoàng anh và tuấn liêm xin thân ái kính chào tạm biệt